Thí nghiệm 1, súng phun lửa. Vỏ bưởi. Vỏ cam. Thí nghiệm 2, bom bóng bay. Vỏ cam. Vỏ bưởi. Giải thích hiện tượng. Để giải thích hiện tượng, chúng ta nên bắt đầu từ lớp vỏ và tinh dầu. Tôi sẽ lấy vỏ quả cam để minh họa. Túi tinh dầu trên vỏ cam. Túi tinh dầu trên quả cam, và cả các loại quả, thuộc chi cam chanh, như bưởi, chanh, nằm ở lớp ngoài của quả cam. Cắt lấy một lát mỏng theo đường kẻ. Ta thấy, các túi tinh dầu có kích thước, và khoảng cách không đều nhau. Khi ép vỏ cam, chúng ta đã tạo ra một áp lực lên các túi tinh dầu trong vỏ cam. Nhờ áp lực mạnh, tinh dầu bên trong các túi tinh dầu được giải phóng ra ngoài qua các lỗ nhỏ phía trên của túi tinh dầu. Hiện tượng này giống như việc chúng ta ép mạnh một chai nước bằng nhựa có đục một lỗ nhỏ phía trên nắp chai. Lực ép càng nhanh và mạnh, tinh dầu giải phóng ra càng xa. Thành phần hóa học, tinh dầu vỏ cam. Tinh dầu vỏ cam chủ yếu chứa các hydrocarbon, trong đó phần lớn là limonen. Chúng ta có thể chia làm các nhóm chính sau: monotecben hydrocarbon chiếm khoảng 94,4 đến 97,3%, tecben alcohol chiếm khoảng 1,4 đến 1%, aliphatic aldehyde chiếm khoảng 1,6 đến 0,8%, và tecben aldehyde chiếm khoảng 1,4% hoặc dạng vết. Sau đây là một số hợp chất có mặt trong tinh dầu vỏ cam. Tại sao tinh dầu bưởi, cam, lại dễ cháy? Tinh dầu bưởi, cam, dễ bị đốt cháy, có thể do các nguyên nhân sau. Tổng lượng hydrocarbon trong tinh dầu bưởi, cam, rất cao, nên liên kết chủ yếu là liên kết cộng hóa trị CC và CH. Các liên kết này có năng lượng tương đối thấp, do đó năng lượng phá vỡ chúng là không quá cao. Phản ứng cháy của hợp chất hữu cơ, tỏa nhiệt rất mạnh, nó giúp phản ứng được thúc đẩy và duy trì. Các chất dạng khí, dễ cháy hơn so với dạng lỏng và rắn. Các chất trong tinh dầu rất dễ bay hơi, khiến chúng dễ bị cháy hơn. Tại sao tinh dầu bưởi, cam, lại có thể làm nổ bóng bay? Bóng bay thường được sản xuất từ cao su lưu hóa. Quá trình lưu hóa được biểu diễn qua sơ đồ sau. Trong quá trình lưu hóa, lưu huỳnh được thêm vào cao su thô và tạo ra các liên kết ngang giữa các chuỗi polymer, làm cho cao su trở nên đàn hồi và bền hơn.
Tỷ lệ lưu huỳnh có thể thay đổi, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể về tính chất cơ học của cao su lưu hóa. Cao su lưu hóa không tan trong các dung môi thông thường như nước, ethanol, acetone, vân vân, nhưng bị trương nở trong một số dung môi như xăng, dầu diesel, một số loại tinh dầu dầu hydrocarbon, toluen, xylen, vân vân. Tinh dầu bưởi, cam, chanh rất giàu hydrocarbon. Khi bám lên bề mặt bóng bay, nó làm cao su tại các vị trí tiếp xúc bị trương nở và yếu đi. Sau một thời gian, các vị trí tiếp xúc bị phá vỡ do không chịu được áp suất của khí bên trong và làm bóng bay phát nổ. Một số giải thích theo tôi là không được hợp lý. Thứ nhất, tinh dầu bưởi, cam, chanh hòa tan cao su, làm thủng lớp cao su nên bóng bay bị nổ. Điều này không hợp lý, vì tinh dầu bưởi, cam, chanh chỉ làm trương nở mà không hòa tan được cao su lưu hóa. Thứ hai, trong tinh dầu vỏ bưởi, cam, chanh có chứa một lượng lớn limonene C10H16 hay C5H82 lần. Do có sự tương đồng về mặt cấu tạo với cao su C5H8N lần, nên limonene sẽ hòa tan cao su và làm bóng bay bị nổ. Cách giải thích này không hợp lý, vì limonene không hòa tan được cao su lưu hóa. Mặt khác, nó đã bỏ qua vai trò của các hydrocarbon khác trong tinh dầu và vô tình khiến nhiều người lầm tưởng rằng chỉ mình limonene mới gây ra hiện tượng như vậy. Nhiều ankan trong xăng, dầu diesel, toluen cũng có thể gây ra hiện tượng tương tự như tinh dầu bưởi, cam, chanh. Các bạn có thể thấy được điều này qua thí nghiệm sau đây. Xăng A95. Các bạn một ngày vui vẻ.